Kính chào quý vị. Một lần nữa lại mời quý vị nghe một câu chuyện với tựa đề Mối Tử Thù. Tác giả là Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Ông Trần Văn Mạnh có một mối tử thù bất cộng đái thiên với ông Phan Văn Định. Người quốc gia đi học tập cải tạo về thù cộng sản như thế nào thì ông không biết. Chứ cái mối thù của ông đối với ông Phan Văn Định thì ghê gớm, không bút nào tả hết được. Ông có thể trước bàn thờ tổ tiên rằng, nếu ông chết đi mà không trả được mối thù này, thì con cái ông phải trả cho ông. Đứa nào không trả được thì coi như là con bất hiếu, không xứng đáng được hưởng gia tài ông để lại, không được mang dòng họ Trần của gia tộc. Chết xuống suối vàng mà ông gặp được thì ông nhất định sẽ dộng cho một đạp. Câu chuyện bắt đầu vào ngày xưa, rất xưa ở Việt Nam, nhưng ông Mạnh không thể nào quên được. Cả hai người đều là bạn nhau lúc còn hàn vi áo vải. Ông Mạnh làm nghề công chức, còn ông Lịch làm nghề buôn bán. Thời gian trôi qua, cuộc đời thăng trầm của hai người này biến chuyển theo tỷ lệ ngược. Nghĩa là, ông Lịch làm ăn ngày một khá giả, còn ông Mạnh thì ngày càng sa sút. Ông Lịch lần lần trở thành một nhà giàu có nhất tỉnh. Con cái ông ta, đứa thì kỹ sư bác sĩ, đứa thì đi lính. Không hiểu làm nên cái chức gì mà đeo một lần tới ba bốn cái bông mai bạc trắng xóa cổ áo. Ngày Tết, ngày lễ, con cái tề tựu về xe cộ cứ nườm nượp ra vào cái cổng nhà, làm bụi bay mù khắp xóm. Trái ngược lại, nhà ông Mạnh thì nghèo rớt mùng tơi. Ông làm công chức lương ba cọc ba đồng, tính tình lại thật thà, không biết ăn nói, không biết nịnh bợ. Nên dù tận tụy đi sớm về trễ 20 năm mà vẫn không mua được chiếc xe Honda cho cậu con trai lớn đi học. Cậu con trai mới lớn thấy hàng xóm bạn bè của mình đứa nào nếu không Suzuki thì cũng Yamaha, còn mình thì ngày hai buổi đạp chiếc xe đạp cọc cạch đến trường, nên nhiều khi lấy làm đau khổ. Thỉnh thoảng cậu con trai nhân dịp bố vui vẻ cũng mớm ý hỏi xin bố mua cho một chiếc xe. Ông Mạnh chỉ nhìn con chua xót, con trai à, bố thương con bố chứ, bố cũng muốn cho con chiếc xe Honda để đi với chúng bạn lắm, nhưng bố đâu có tiền con, tiền ăn ngày hai bữa mà bố cũng chưa chắc lo được, thì tiền đâu mà mua xe cho con. Con thương bố, con ráng ăn học, nên người để mai này giúp bố nuôi các em con. Cậu con trai là loại hiếu thảo, nên nghe bố tâm sự não nùng như vậy thì hiểu ý ngay. Từ đó không dám đòi hỏi gì nữa, mà chỉ lo ăn học. Rồi sau nhiều cố gắng, cậu cả đậu được cái bằng tú tài hai hạng ưu. Ngày đó là một ngày trọng đại trong đời ông Mạnh. Từ nhỏ đến giờ, ông chỉ có hai ngày trọng đại thôi. Ngày thứ nhất là ngày ông cưới bà Mạnh, và ngày thứ hai là ngày ông được mướn vào làm thư ký trong tòa hành chánh. Hôm nay, sau bao nhiêu công trình dưỡng dục, thằng con cả của ông đậu tú tài. Ông phải liệt cái ngày này vào trong những ngày trọng đại của đời ông. Hai bố con ngồi nói chuyện với nhau. Cả hai đều đồng ý rằng nhà mình tuy nghèo thật đấy, nhưng nên mượn tiền để mở một buổi tiệc nho nhỏ để thiết đãi quý thầy cô, quý hàng xóm và bạn bè. Hai cha con đồng ý xong, mặt mày hớn ha hớn hở, chỉ chờ sự chấp thuận của bà Mạnh là ra nhà sau giết gà mổ lợn liền. Bà Mạnh đang ngồi giặt đồ sau nhà với đứa con gái thì ông Mạnh gọi lên. Bà linh cảm được có chuyện quan trọng sắp sửa xảy ra, nên rửa tay vội vã và chạy lên. Nghe ông Mạnh trình bày ý kiến xong, bà thả người xuống ghế, nét mặt buồn buồn. Bố nó nói đúng,
Con mình đã cực khổ nhiều, nay nó nên thân thì cũng nên làm một cái gì để ghi nhớ ngày này. Nhưng bố nó xem, lấy đâu ra tiền mà tiệc với Tùng chứ, phú quý thì mới sinh lễ nghĩa được. Còn nhà mình thì đang chạy gạo vắt giò lên cổ thì lễ nghĩa với ai được chứ. Ông Mạnh rót chén nước trà, tu một hớp, rồi nhìn bà Mạnh. Bà này chỉ được cái kỳ đàng cản mũi. Con mình bây giờ đã là ông Tú. Mai kia nếu có đi lĩnh thì cũng làm quan. Còn đi làm công chức thì thế nào cũng có ngạch, có trật đàng hoàng. Nó sẽ phụ giúp được mình chứ. Và lại, nhà hơn 20 năm nay, chưa có tiệc tùng đãi đằng ai cả. Còn cái này nữa, còn nó cũng đã đến tuổi cập kê. Mình cũng phải làm cái gì để chuẩn bị kiếm cho nó một cô vợ chứ. Vấn đề tiền bạc, tôi đã có cách rồi. Nghe đến đây, mắt bà Mạnh sáng rực lên. Cách gì? Ông nói tôi nghe thử xem. Ông Mạnh đắc ý vuốt chồng râu. Bà lúc nào cũng coi thường bố con tôi. Này nhé, tôi nói bà nghe. Bà có nhớ ông Lịch không? Bà Mạnh bỗng khựng người lại. Gì chứ ông Lịch thì bà còn lạ gì? Hơn 20 năm qua, mỗi ngày đi bộ qua dãy nhà tường cao bát ngát của ông Lịch, ngàn lần như một, không lần nào bà không thấy đau nhói trong tim. Bà buồn vì chồng mình cũng có tay có chân, mà lại không có lẹ tay, lanh mắt như người ta. Buồn vì bà Lịch, và bà ngày xưa cũng xuất thân nghèo hèn. Này khá giả rồi, sao bà Lịch đã vội quên bạn bè? Giác quan thứ sáu của bà báo cho bà biết cái vụ này có cái gì không ổn. Đang suy nghĩ thì ông Mạnh tiếp lời. Thằng ông Lịch, với anh là chỗ bạn bè biết nhau từ thuở còn mặc quần thủng đít. Để anh qua bên ấy mượn vài chục ngàn làm bữa tiệc. Tiện thể mời ông ấy qua nhà mình để chung vui luôn. Bà Mạnh nhíu mày, nghi ngại. Đã hơn 20 năm, ông còn nhớ người ta không? Biết người ta còn nhớ đến ông không? Bà này lạ thật chứ. Hễ mở miệng ra là toàn nói chuyện bi quan không à. Đàn bà quả thật vô tích sự. Thì cứ để tôi qua bên ấy xem có chết thằng Tây nào không đã. Thằng cả là con của bà luôn chứ đâu phải chỉ là con của tôi không đâu. Ý tôi đã quyết như thế, bà đừng có cản. Vô lấy bộ đồ để tôi mặc rồi đi qua nhà ông Lịch. Ông quay sang cậu cả. Mày cũng thế, thay đồ đẹp đẽ để đi với tao. Cho con được mời ngồi ở phòng khách nhà ông Lịch. Phòng khách sang trọng không chịu được. Ông Mạnh suốt cả 20 năm qua, đây là lần đầu tiên ông bước vào phòng khách nhà người bạn thuở xưa. Cái gì cũng mới, cũng đẹp, cũng mắc tiền. Đây là hòn non bộ, kia là chậu cá, chỗ nọ khe nước nhân tạo chảy róc rách nghe êm tai. Chả khác nào đứng bên dòng suối. Phía trên, dòng suối là chân dung của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, miệng cười, không hở răng, coi nham hiểm không chịu được. Trong một giây phút động lòng, ông Mạnh bỗng thấy thương cho số kiếp của mình. Con vua thì làm vua, con thầy chùa thì đi quét lá đa. Ông quay nhìn thằng con trưởng nam đang ngồi bên phải mình, xem thử nó có tướng quét lá đa hay không. Ông hơi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt nó bình thản, không có vẻ khúng núm như ông. Ông thầm nghĩ, không chừng thằng bé này lại làm được chuyện gì cho dòng họ mình chăng? Đang suy nghĩ thì ông Lịch bước ra. Ông Lịch bẵng đi một thời gian không gặp, nhưng vẫn béo tốt như dạo nào. Chưa kịp nói thì cái mồm của ông đã cười toe toét ra, hai tay giơ lên làm như gặp được một tri kỷ lâu ngày lắm. Ông Mạnh thấy ông Lịch tiếp đãi mình như vậy rất lấy làm khoái chí. Mối hằn học, mối cay đắng chất chứa từ bao nhiêu năm nay bỗng biến đi đâu hết. Trước mặt ông bây giờ là một thằng Lịch dễ thương ngày nào.
một thằng lịch cùng đi bắt cá, đi ăn cắp ổi chung. Một thằng lịch đá banh tuy không giỏi, nhưng ai cũng khiếp sợ nhờ tài chơi xấu. Banh không thèm đá mà cứ đá vào cẳng người ta. Không ngờ sau mấy chục năm, thằng lịch bạn của ông vẫn không thay đổi. Ông hơi tự trách mình, có vẻ vì mang mặc cảm nghèo nên mới xa lánh người giàu, chứ chưa chắc ông lịch đã muốn xa lánh ông. Hai người nói chuyện tầm phào một chặp, ông lịch đưa tay áo nhìn đồng hồ làm như sắp sửa đi đâu. Anh Mạnh, hôm nay qua thăm tôi chắc có chuyện gì cần bàn không? Ông Mạnh hít thở hai ba lần để lấy can đảm, rồi thú thật với ông lịch là nhân dịp cháu đậu tú tài, ông muốn mượn vài chục ngàn để làm tiệc ăn mừng cho cháu. Và nhân tiện, ông cũng mời gia đình ông lịch sang chung vui với cháu một thể. Khuôn mặt ông lịch đang vui sướng, bỗng xẹp xuống một lèo như cái bong bóng xì. Ông xua tay lia lịa. À, tôi, gia đình tôi bận lắm rồi. Thôi, tôi cảm ơn bác, tôi không đi được đâu. Tuần tới tôi mắc bệnh đi ăn tiếp tân tại phủ thủ tướng. Xong rồi, lại còn phải lo thu xếp quần áo đi Pháp, lo coi lại cái còm măng hàng hóa, xem tới đâu rồi. Còn cái vụ tiền, thì chờ tôi một tí, để tôi vào xem coi nào. Ông đứng dậy đi vào nhà, bỏ mặc bố con ông Mạnh ngồi chưng hửng nơi phòng khách. Ông Mạnh không thể ngờ rằng thằng lịch bạn ông ngoài mặt thì niềm nở thân thiết như thế đó. Tưởng có thể chết cho bạn bè được, mà trong ruột thì khô khan keo kiệt không thể nói được. Ông đã toàn đứng dậy đi về, nhưng nghĩ đến khuôn mặt của thằng con trai, của bà vợ hiền, ông liền ráng vuốt nóng ngồi chờ đợi. Gần 15 phút sau, ông lịch trở ra. Ông tiến đến gần ông Mạnh, tay trái chia ra một tờ bạc giấy 500 đồng, tay phải giơ ra bắt tay ông Mạnh, giọng nói rất kẻ cả. Chỗ anh em nói thật bác đừng buồn, người Việt mình có câu, liệu cơm gắp mắm, cái gì bác thấy không kham nổi thì đừng có làm. Nhà bác nghèo, con cái có đỗ đạt thì cũng chỉ nên mua kẹo đậu phộng về uống với nước trà để ăn mừng thôi. Làm gì lại phải đi vay mượn cho thêm công nợ chứ. Tôi cho bác mượn tiền rồi mai mốt bác không trả được, thì không lý cho anh em tôi lại kêu phú đít đến bắt bỏ tù bác à. Thôi, đây nè, tôi biếu bác 500 đồng để về muốn làm gì thì làm tùy thích. Nghe xong lời dạy dỗ của người bạn, xém tí xíu nữa thì ông Mạnh đừng ngã té xỉu xuống nền nhà. Mắt ông long lên, trợn tròn lại, tưởng có thể bay phọt ra ngoài, cắm vào cái mặt bẩn thỉu kia. Suốt đời ông đã bị hạ nhục nhiều lần, như lần đi nhậu đứng đái bậy bên cột đèn, bị thằng cảnh sát hăm he đòi bỏ bót để ông phải hạ mình năn nỉ. Nhưng chưa có ai hạ nhục ông như lần này. Trong giây phút nóng này, ông muốn xông tới thò tay nắm lấy cái cổ đầy mỡ của ông lịch mà cắn một phát cho nó phụt máu ra. Rồi thiên hạ có muốn đem ông đi giết hay đi ở tù gì cũng được. Nhưng trong lúc ngút lửa hận thù đó, bỗng tự nhiên ông trở nên bình tĩnh lạ thường. Ông thầm nghĩ, mình bây giờ là kẻ nghèo, thất thế xa cơ. Nếu mình đánh nó là mình dại, chưa biết có làm gì nổi nó không, nhưng chỉ tổ khổ vợ khổ con thôi. Và lại, đời xưa có nói, người quân tử trả thù 3 năm chưa muộn. Chi bằng, bây giờ ta cứ làm mặt tự nhiên, cầm lấy tờ giấy bạc bố thí từ tay thằng khốn này, đem về để trên bàn thờ để nuôi chí phục thù. Ngày nào đó, ta làm ăn nên rồi sẽ bố thí cho nó tờ giấy bạc này. Thế là ông vận hết nội công để nở một nụ cười, cầm lấy tờ giấy bạc từ tay ông lịch, cúi đầu thật sâu để cảm ơn rồi dắt thằng con trai lớn ra về. Rồi thời gian qua, tờ giấy bạc 500, tang chứng của mối nhục gia đình nằm trên bàn thờ tổ tiên đã đổi màu. Bụi đã đóng lên hàng mấy lớp mà mối thù vẫn chưa trả được. Nhiều hôm cúng giao thừa,
Ông vừa lại vừa sụt sùi khóc khẩn cầu tổ tiên cho ông trả được mối thù trước khi chết. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày đại tang của cả dân tộc, nhưng lại là ngày vui của ông Mạnh. Ông chẳng phải là Việt Cộng hay là dân nằm vùng gì, mà thật ra ông là một tay chống cộng rất quyết liệt. Nhưng ông mừng là ông muốn để ý xem gia đình ông Lịch xoay sở thế nào trong cuộc thay đổi đời này. Đúng y như ông dự đoán, gia đình ông Lịch thay phiên nhau đi tù, từ ông bác sĩ, ông trung tá xuống cho đến cậu út kỹ sư mới ra trường, ai cũng ôm chiếu đi trình diện tuốt luốt hết. Sau khi khu nhà villa sang trọng bị tịch thu làm của công cho nhân dân, ông Lịch bỏ đi biệt tích. Ông Mạnh có ý tìm kiếm mấy lần nhưng không được. Sẵn có một chuyến vượt biên do người bạn tổ chức, ông bèn dắt vợ con phóng tuốt lên thuyền theo bạn ra khơi, không quên đem theo tờ giấy bạc 500 đồng Việt Nam gói rất kỹ trong xì lít, chung với tờ giấy 1 đô la để giành được từ thời ông Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống. Đối với ông, mối thù vẫn chưa được trả. Nếu trời cho ông đi lọt chuyến này, ông nguyện sẽ cúng một con heo và sẽ kiếm cho được ông Lịch để trả cho được mối thù kia. Trời dường như cảm thông với những khổ cực của ông, cho ông vượt biên đến nơi an toàn. Tuy ông không có cúng con heo như lời hứa ngày nào, nhưng trời cũng không lấy thế làm buồn, cứ cho ông dắt vợ con qua đất Mỹ tị nạn. Tính đến ngày hôm nay thì ông đã ở thành phố New Orleans gần 6 năm rồi, đã mua nhà mới, sắm xe mới, chiều chiều hay xách vợt đi đánh tennis và nuôi thêm cả chó cho nó hợp thời trang nữa. Cuộc sống của ông bây giờ rất thoải mái, nhưng không phải vì thế mà ông quên mối thù cũ với ông Lịch. Ông thỉnh thoảng cũng có dò hỏi tin tức kẻ thù. Có người đồn rằng ông Lịch đã chết, có người lại đồn là ông Lịch đã vượt biên rồi qua Pháp. Hôm nay, một buổi chiều đầu xuân, đang quần xà lỏng ngồi ăn crawfish, thì thằng con út chạy vào đưa cho ông một cái thơ. Nhìn cái bì thư, ông biết ngay là thơ này, nếu không đến từ trại tị nạn thì cũng đến từ Việt Nam. Ông đã quá quen với những lá thư từ trại và Việt Nam gửi qua xin tiền rồi. Ngần ngừ, toàn cất đi, để tối thì đọc, sao cũng được. Nhưng bỗng cái hàng chữ của người gửi làm ông giật mình. Con crawfish đang nhai nửa chừng xém bắn ra ngoài, làm thằng con út phải đăm đăm mắt nhìn để chuẩn bị né. Lá thư đến từ trại tị nạn Thái Lan, có tên của người gửi là Phan Văn Lịch. À, đây rồi, kẻ tử thù của ông. Ông dẹp liền cái bộ ăn uống, rửa tay chân lên phòng khách ngồi bóc thơ ra xem. Đại khái, ông Lịch tả cảnh mấy đứa con đều đi học tập chưa về. Vợ ông đã mất cách đây 2 năm vì quá đau buồn. Còn ông thấy sống không nổi với cộng sản nên bán hết gia tài được 3 lượng vàng để ra đi. Nay, ông Lịch đã nằm trên đảo gần 2 năm mà vẫn không được cứu xét chờ đi Mỹ vì ông không thuộc phải thành phần quân nhân cũ và cũng không có thân nhân gì ở Mỹ. Ông Mạnh càng đọc đến nỗi đau khổ của ông Lịch thì ông càng cảm thấy khoái chí, trong lòng như vừa uống được một loại rượu quý. Trong đầu ông bỗng hiện về cái hình ảnh của buổi chiều ông bị làm nhục cách đây vài chục năm, nhưng ông thấy như mới ngày nào vậy. Có thế mới biết con tạo xoay vần. Ông Lịch ngồi rung đùi thầm nghĩ. Ông lại nghĩ không chừng ông bà mình linh thiệt đấy chứ. Tết này phải mua một con heo thật lớn để cúng. Tính toán một cặp, ông quyết định ngày mai sẽ gửi một lá thư qua tòa đại sứ Mỹ ở Bangkok. Ông sẽ vu khống cho ông Lịch là cộng sản và đề nghị họ gửi trả ông Lịch về Việt Nam. Nói là làm, ông mở tủ lạnh thưởng cho mình một chai bia, rồi lấy giấy bút ra thảo một lá thơ. Bà Mạnh đi làm về thì lá thơ đã được thảo xong.
Bà thấy chồng hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày, nên tưởng là ông Mạnh vừa thắng cá độ football. Nhưng nghĩ lại, bà thấy vô lý vì mùa football đã hết từ lâu rồi. Nghe đứa con gái nói bố vừa nhận được thư ở Việt Nam, bà liền hớn hở hỏi, có tin tức gì ở Việt Nam không ông? Có cái tin này còn hay hơn cả tin ở Việt Nam nhiều bà ơi. Tin thằng Linh. Mặt bà Mạch thoáng lên một chút ngạc nhiên. Ông ấy lúc này thế nào ông? À, nó đang ở đảo, đói quá chịu không nổi nên mới biên thư qua nhờ mình bảo lãnh. À, thế ông ấy có đem vợ con theo được không ông? Được con khỉ, chạy lấy thân là may quá rồi. Làm gì mà còn tiền bạc mà đem con cái theo. Quần vô luân khốn nạn. Chuyến này nó mới sáng con mắt ra. Bà Mạnh ngạc nhiên vì thái độ của ông chồng. Bà không hiểu ông chồng mình đã uống mấy lon bia rồi mà sao có vẻ quá mồm như vậy. Bà nhíu mày. Ông nói gì lạ vậy? Đằng nào cũng là bạn bè với nhau ngày xưa mà. Tôi không hiểu ông được. Ông Mạnh vỗ bà chả biết cái con khỉ gì cả. Thế bà còn nhớ ngày xưa lúc thằng cả thi đậu tú tài không? Tôi qua mượn tiền nó lại bảo nên liệu cơm mà gặp mắm, rồi cho tôi chỉ có 500 đồng bạc. Bà coi, nó làm nhục tôi đến như vậy mà bà bảo quên được à? À, thì ra vậy. Bà Mạnh sống với chồng đã lâu, ít khi thấy chồng để ý thù ai bao giờ. Hôm nay trên đất khách quê người, sau bao nhiêu năm chung sống, bà không ngờ chồng lại có một nỗi lòng ấm ức từ đời nào mà lại giữ kỹ trong lòng như vậy. Chưa hề hé răng nói cho bà biết. Bà liền kéo cái ghế ngồi xuống bên chồng, nhẹ nhàng hỏi, thì có chuyện gì ông nói cho tôi nghe với nào? Vợ chồng ăn ở với nhau đã mấy chục năm rồi, ông có giấu tôi điều gì đâu. Ông Mạch lấy một lon bia, làm một hớp để bớt giận hờn. Bà không nhớ hôm ấy à? Tôi nhớ lúc ấy nhà mình nghèo quá, thằng cả thi đỗ tú tài. Tôi muốn làm một bữa tiệc cho con, trước là để khoe hàng xóm, sau là để kiếm cho nó một con vợ. Đi qua nhà nó chầu trực, tưởng nó còn chút lương tri bạn bè. Nhận thấy mình túng quẫn, nó cho mình mượn chút ít để về làm việc tiệc. Nhưng nó đã không cho, mà lại còn sỉ nhục dòng họ nhà mình nữa chứ. Ông ấy sỉ nhục thế nào? Ông Mạnh phát cáu lên. Không hiểu sao mụ vợ mình hôm nay lại bày đặt lý sự chất vấn đủ điều như vậy. Ông lườm bà Mạnh một phát, ý chừng như muốn bảo ông đã cáu lắm rồi đấy. Ba này chỉ được nước hỏi móc họng này nhé. Nó bảo tôi nên liệu cơm mà gắp mắm, rồi nó còn mò ra cho tôi một bài học về cách xài tiền ấy chứ. Tiền sư bố nhà nó, tôi nghèo, tôi xài tiền thế nào kệ bố tôi, có mắc mớ gì đến nó mà nó phải dạy dỗ cho tôi chứ. Bà Mạnh bỗng bật cười lên một tiếng nhỏ. Ông Mạnh thấy thế thì lại càng sôi gan lên. Ông Toan mở miệng thì bà đã cướp lời. Thế nếu ông Lịch hôm ấy dúi vào tay ông một mớ tiền cho ông mượn, thì ông ấy là người bạn tốt hay sao? Ông Mạnh khựng người lại, không trả lời được câu hỏi kỳ quặc của vợ mình. Bà Mạnh tiếp nói thật với ông. Tôi thấy ông ngày nào cũng đi họp với Hành, tham gia tổ chức này tổ chức nọ. Hễ mở miệng ra là hôm nay đòi về nước, mai đòi về nước diệt cộng sản. Trong khi một cái chuyện còn con như vậy đã từ đời nào mà ông không quên được, thì làm sao ông chống nổi thằng cộng sản? Cái kẻ thù nguy hiểm nhất nó nằm ngay trong con người ông, mà ông chưa diệt nổi thì ông đòi diệt ai chứ? Ông Mạch quả thực từ ngày qua Mỹ đến giờ vì dư thừa thì giờ rảnh không biết làm gì nên có tham gia nhiều hội đoàn, hội họp triền miên liên tục. Ông cho rằng trên cõi đời này không có người quốc gia nào yêu nước bằng ông được. Chỉ có mình ông là người biết yêu thương đất nước, còn tất cả những ai nói vậy là nói khoác, là đĩ mồm thôi.
Khi ai hỏi ông về vấn đề quốc gia đại sự, mặc dù ông không biết cái súng M16 như thế nào, nhưng ông luôn đổ lỗi cho bọn quân nhân bất tài, làm ông mất nước. Ông quên một chuyện là đã có hơn 1 triệu quân nhân bất tài chết thê thảm trên khắp các nẻo quê hương, để cho ông còn sống đến ngày hôm nay mà phê bình với chỉ trích. Ông thường bảo bạn bè, phải gặp thằng này làm tướng, thì Việt Cộng chỉ còn nước đầu hàng. Ông cũng quên chuyện là muốn làm tướng, thì phải làm quan hay làm lính trước đã. Những lúc rượu ngà ngà say, cái ý chí diệt cộng của ông nó còn tăng lên gấp bội. Ông chỉ trích tất cả mọi hội đoàn. Cái thì ông bảo là chính trị xa lầm, cái thì ông cho là quá chậm chạp, cái thì lập ra để mưu cầu tư lợi cá nhân. Tóm lại, theo ông thì chỉ có một mình ông là xứng đáng để lãnh đạo kháng chiến chống cộng. Vào những dịp lễ lạc, các cơ quan tổ chức đến quyên tiền, ông nhận thấy rằng đồng tiền của ông đổ mồ hôi sôi nước mắt mới làm được. Ông chỉ nên dùng nó vào những công việc chính đáng như ăn nhậu, để nói chuyện phục quốc, hội yểm trợ nạn nhân hải tặc đến mời ông mua mấy cái vé số để ủng hộ, thì ông lắc đầu bảo chuyện này không có liên quan đến vấn đề phục quốc, ông không yểm trợ được. Thấy ông Mạnh ngồi trầm ngâm như đã thấm ý, bà Mạnh tiếp: tôi chỉ là hạng phụ nữ chân yếu tay mềm, đáng lẽ ra chỉ phải lo việc bếp núc trong nhà thôi. Còn chuyện quốc gia đại sự thì để cho mấy ông. Nhưng thấy ông nhiều lúc vô lý không chịu được, ông Mạnh bực lắm. Vào những ngày xưa ở Việt Nam mà bà Mạnh dám lý sự với ông như thế này à, thì đã có chầu ăn bập tai rồi. Nhưng bây giờ ông chỉ còn biết ngồi nghe bà Mạnh giảng luân lý. Ông thầm nghĩ trong bụng, quả thật là chuyện đổi đời chứ, sang đất Mỹ này, chồng phải ngồi nghe vợ giảng bài, con cái nói chuyện văn hóa cho cha mẹ nghe. Ông Mạnh trợn mắt, bà nói tôi vô lý cái khổ nào. Vô lý ở chỗ ông yêu nước chỉ bằng mồm. À, thế thì bà yêu nước bằng đít à? Mà chuyện thằng Lịch thì có gì liên quan đến chuyện yêu nước của tôi chứ? Không, không. Xin ông đừng có lộng ngôn mà động đến vong linh của tổ tiên. Tôi nói ông vô lý là vô lý ở chỗ coi mối thù nhỏ làm lớn và coi mối thù lớn làm nhỏ. Coi kẻ đại thù là thằng Cộng sản làm kẻ thù phụ, trong khi coi kẻ thù nhỏ thành kẻ thù chính chỉ vì một chuyện tầm phào nhỏ mọn. Ông Mạnh dụi tắt điếu thuốc lá vừa mồi, nghiến răng vang tục: tiên sư bố, thằng Lịch là kẻ thù bất cộng đái thiên của gia đình này. Tao chết mà không trả được mối thù này thì không nhắm mắt được. Bà Mạnh cười khẩy: ông khỏi phải lo chuyện chết không nhắm mắt được. Bên Mỹ này, các nhà đòn đám ma, họ sẽ lo vuốt mắt, tô điểm mặt mày cho ông. Ông để tôi hỏi ông câu này nhé. Đồng ý là ông Lịch đã làm nhục ông. Ông cho đó là nhục, thì tại sao lúc đấy ông không chống lại hay lại chửi lại ông ta? Bà tưởng tôi ngu à? Lúc ấy nó giàu, mình nghèo, mình chống nó để chết à? Tôi thì nghĩ khác. Tôi nghĩ là ông hèn. Bị người khác làm nhục mà không dám làm gì là hèn. Chờ cho đến khi người ta thất cơ lỡ vận rồi mới lên mặt đòi trả thù thì còn hèn hơn nữa. Ông Mạnh không tin ở cái lỗ tai mình. Không ngờ con mụ vợ ngoan ngoãn ngày nào hôm nay bỗng bị quỷ ám hay uống thuốc liều hiệu gì mà dám lăng nhục ông như vậy chứ. Trong cơn nóng giận, ông chụp lấy cái gạt tàn thuốc ném xuống sàn nhà vỡ tan tành. Bà Mạnh đứng lên, giọng không hề có chút sợ hãi: lần sau có ném thì ném cái gì quý cỡ vài trăm đạt để mình còn mua cái khác. Ông ném cái gạt tàn thuốc chưa tới 1 đồng bạc, không gây được tiếng vang, lại mất công mẹ con tôi dọn dẹp. Trở lại cái chuyện của ông, tôi thấy ông từ lúc sang đây
Ông đã bao nhiêu lần bảo tôi là ông khinh những thằng ngày xưa ở Việt Nam. Nghe sếp hét một tiếng là chạy xịt cứt ra quần. Những thằng ngày xưa gặp người ta cách 10 thước đã giở nón chào thật sâu, rồi đứng khúm núm bên lề đường, nhe răng cười cầu tài, quên mất cả phong cách. Mà mới sang tới Mỹ đã gọi sếp cũ là thằng này, thằng nọ, vân vân. Ông thử nghĩ lại xem ông có hơn bọn nó không? Ngày đại tang của dân tộc, ngày cả nước khóc than đau đớn, thì ông lại mừng rỡ chỉ vì một mối thù vặt và ghen tức. Trời cho mỗi người một bàn tay và ý chí, ai chịu khó làm ăn thì giàu. Và lại sự giàu sang của ông Lịch đâu phải tự dưng mà có được chứ. Ông đấy cũng đâu phải hạng tham nhũng hại dân. Ông ghen tức chỉ vì ông thấy người ta có nhà cao cửa đẹp, còn những lúc người ta cực khổ làm ăn, trong khi ông ngày ngày hai bữa sáng cắp ô đi tối cắp ô về, thì ông lại không thấy. Nhờ trời Phật phù hộ sáng được đến đây rồi, thay vì tận dụng chút sức thừa còn lại của tuổi già để làm việc giúp đỡ đồng bào, ông lại xử sự như một đứa con nít. Nếu chí của ông cao và ông thật lòng muốn về giải phóng quê hương, tôi sẵn sàng để cho ông đi. Nhưng trước hết, tôi đề nghị ông phải giải phóng ông cái đã. Ông phải giải phóng ông khỏi cái đầu óc nhỏ hẹp đầy tầm thương nhỏ mọn. Ai nói động một câu là nhớ cho đến chết. Cái lòng ích kỷ tự tôn tự đại, cái gì có tôi quyết định thì mới xong được. Nếu ông giải phóng cho ông được những chuyện đó, ông khỏi cần về nước, cứ ở lại đây, thì sự có mặt của ông đã là một hãnh diện của cộng đồng Việt Nam rồi. Bà Mạnh nói một hồi, không cảm thấy mỏi miệng, nhưng cảm thấy mỏi chân, liền ngồi xuống ghế. Ông kể từ khi lấy vợ, cứ tưởng vợ mình cù lần, nên rất ít kiêng nể. Hôm nay thấy vợ tự dưng sổ lên một thôi, toàn những lời văn hoa lý lẽ, đầy đủ nhân nghĩa lễ chí tín như Đức Khổng Tử, thì đâm ra kiêng nể. Ông thầm nghĩ, mụ vợ mình không chừng có thể ra tranh cử chức hội trưởng hội bảo vệ hạnh phúc gia đình tại New Orleans được rồi. Nếu kẹt lắm thì chắc cũng tóm được cái chân tổng thư ký. Ông thò tay lấy cái thư chụp mũ vừa thảo xong vò nát đi. Bà Mạnh nhìn ông dịu dàng. Ông có nhớ ngày mình mới vào đất Mỹ không? Bọn Mỹ với mình không cùng họ hàng, không cùng chủng tộc, mà đã đối xử với mình lúc ấy là những kẻ xa cơ, như những người bạn, giúp đỡ rất tận tình. Ngày hôm nay, ông Lệnh, người Việt Nam đồng chủng, người bạn già của ông vừa bị ngã ngựa. Con cái, đứa thì chết dở trong tù, đứa thì không biết lưu lạc nơi đâu. Ông thấy có chạnh lòng không chứ? Ông Lịch là người khôn ngoan. Trước khi đặt bút viết lá thư này, chắc cũng đã hiểu tâm trạng của ông. Ông ấy, nếu là người thường chắc chẳng bao giờ dám viết thư đến nhờ vả ông đâu. Đã dám viết thư cho ông, tức là ông ấy đã hạ mình, chấp nhận là kẻ hèn kém, chỉ để mong chờ vào cái sự quảng đại của mình. Ông ấy tốt xấu thế nào thì mình khó mà biết. Nhưng mình hẹp hòi hay độ lượng thì mình biết được mình ngay. Hơn nữa, nói thật với ông, già cả hết rồi. Còn sống được bao lâu mà để hận thù nó làm đời mình mất vui đi. Ông Mạch ngồi cúi đầu suy nghĩ, nhớ lại lời nói của vợ, nhìn vào đáy cái khay đồng trên bàn. Chợt nhận ra đầu mình đã hai màu tóc. Ông thở dài, nắm tay vợ. Mới ngày nào cùng thằng Lịch đánh đáo, mà bây giờ tóc mình đã điểm xương rồi, mau thật. Thời gian đi mau thật. Ông quay vào nhà gọi lớn. Thằng Út đâu? Lấy cái bản đồ ra đây. Để tao kiếm đường ngày mai lên hội đồng công giáo bảo lãnh Bắc Lịch bên đảo qua. Quay sang vợ, ông tiếp. Em nói đúng. Không gì dễ quên bằng mối thù chung. Không gì dễ nhớ bằng mối thù riêng. Từ nay,
anh nguyện sẽ quên mối thù riêng để nuôi dưỡng mối thù chung. Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Chân thành cảm ơn quý vị đã nghe.